Thật vậy, các nền văn minh cổ đại đã xây dựng được những tòa nhà chọc trời đầu tiên trên thế giới. Và các cấu trúc này có thể là một phần đam mê của chúng ta. Chúng nhắc nhở chúng ta về chính mình vì chúng đại diện cho công nghệ cao của thời cổ đại. Không có kim tự tháp nào nổi tiếng hơn kim tự tháp Giza vĩ đại. Tuy nhiên, khi nói đến kiến trúc, bất chấp danh tiếng cao chót vót của kim tự tháp Ai Cập, châu Mỹ thực sự có nhiều cấu trúc kim tự tháp hơn phần còn lại của cả hành tinh cộng lại. Với những bí mật mà chúng nắm giữ, các nhà khảo cổ đã dành cả cuộc đời của họ trong nỗ lực nghiên cứu cách chúng được xây dựng, nhằm mục đích gì, và quan trọng hơn, chúng có thể là chìa khóa để khám phá một số kho báu lâu đời nhất thế giới hay không. Những khám phá gần đây về những dòng sông ngầm, những căn phòng bí mật, những ngôi mộ bị lãng quên và những kho báu lịch sử sẽ khiến bạn kinh ngạc. Vì vậy, hãy tham gia cùng với chúng tôi trong cuộc hành trình qua chương trình Trái đất bí ẩn lần này và khám phá một số điều bí ẩn hấp dẫn nhất trong lịch sử với những kim tự tháp trên thế giới qua tập phim Điều ẩn giấu bên dưới. Cao chót vót ở thành phố Cairo, đứng sừng sững như những trọng điểm khổng lồ là các kim tự tháp của Ai Cập cổ đại. Được xây dựng hơn 2.000 năm trước công nguyên, những lăng mộ khổng lồ này được thiết kế để giữ bí mật của người chết vĩnh viễn. Tuy nhiên, thật khó mà tin rằng một quốc gia có thể dành rất nhiều thời gian và rất nhiều nhân lực để xây dựng nhà cho người chết. Vì vậy, các nhà khảo cổ và nhà khoa học tự hỏi, có phải còn có điều gì khác ẩn giấu bên trong hay không? Điều gì nằm bên dưới những cấu trúc khổng lồ bằng đá dồi trắng sáng này? Kim tự tháp Giza vĩ đại là một trong vài công trình kiến trúc vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại và thuộc về một thời kỳ khi mà Ai Cập là một trong những nền văn minh giàu có và quyền lực nhất thế giới. Quy mô đồ sộ của chúng là sự phản ánh niềm tin của người Ai Cập cổ đại rằng mỗi pharaoh đều đưa các vị thần chọn làm người trung gian giữa họ và người dân trên trái đất. Và vì điều này, mọi người đều quan tâm nhất đến việc chăm sóc xác chết của pharaoh và tất cả mọi thứ mà nhà vua sở hữu, bao gồm các tàu vàng, thực phẩm, đồ đạc, gia đình, quan chức và linh mục. Những người này đều được chôn cất gần ông. Trên cao nguyên ở bờ tây sông Nin, không có kim tự tháp nào nổi tiếng hơn kim tự tháp vĩ đại. Người ta đã xác định rằng nó được xây dựng cho vua Khufu, Cheops theo tiếng Hy Lạp. Dù được nghiên cứu nhiều thế kỷ, nhưng vẫn chưa có lời giải thích dứt khoát về cách người Ai Cập cổ đại cắt, vận chuyển và lắp ráp hàng triệu khối đá vôi và đá granite. Tuy nhiên, ba khám phá riêng biệt trong vài năm qua hiện đang tuyên bố đã giải quyết được một phần của câu đố này. Những khám phá gần đây khẳng định mạnh mẽ rằng hàng ngàn nhân công đã vận chuyển gần 200.000 tấn đá vôi dọc theo sông Nin. Trong số những phát hiện, có một loại giấy cói cổ trong một hang động ở cảng Wadi Anjaf ở Biển Đỏ, một dòng sông bị mất bên dưới cao nguyên Giza, và tàu thuyền tìm thấy gần khu vực này. Cho đến gần đây, có rất ít bằng chứng về một dòng sông như vậy có thể được sử dụng để vận chuyển các khối đá khổng lồ. Tuy nhiên, nhà khảo cổ học Mark Lerner hiện đã tiết lộ việc phát hiện ra một tuyến đường thủy bị mất bên dưới cao nguyên Giza. Ông cho biết, chúng tôi đã phát thảo lưu vực kênh trung tâm mà chúng tôi nghĩ là khu vực giao nhận chính đến cao nguyên Giza.
Ngoài ra, tại khu vực xung quanh kim tự tháp Khufu, các nhà khảo cổ đã tìm thấy các âu thuyền, thuyền nghi lễ và các chạm khắc chi tiết của hàng trăm tàu vận tải. Điều này cho thấy những gì nằm bên dưới kim tự tháp trên thực tế là một dòng sông được sử dụng để xây dựng chính công trình này. Nhưng còn điều gì khác có thể được giấu bên trong kim tự tháp vĩ đại? Một nhóm các nhà khảo cổ quốc tế thuộc dự án Scan Pyramids, đứng đầu bởi Mehdi Tayubi, Chủ tịch Viện Bảo tồn Đổi mới Di sản, mới đây tuyên bố họ đã tìm thấy một căn phòng bí mật ẩn giấu bên trong kim tự tháp Giza vĩ đại. Trong nỗ lực bảo vệ một kỳ quan Ai Cập cổ đại 4.500 năm tuổi, vốn là đối tượng của những kẻ tò mò vô đạo đức, đã sử dụng các phương pháp phá hoại như đào đường hầm xuyên tường và thậm chí cho nổ để tạo ra các lỗ hổng trong kim tự tháp nhằm tìm kiếm kho báu. Các nhà khảo cổ học trên đang sử dụng các tấm ảnh chụp các lớp để lập bản đồ các hạt hạ nguyên tử gọi là muons. Ông Tayubi cho biết, giống như tia X xuyên qua cơ thể của chúng ta, cho phép chúng ta hình dung bộ xương của mình. Các hạt cơ bản này nặng gấp 200 lần so với hạt electron, có thể rất dễ dàng xuyên qua bất kỳ cấu trúc nào, ngay cả những khối đá lớn và dày như núi. Mặc dù không ai biết những gì được chứa bên trong căn phòng bí mật này, nhưng đây là khám phá đầu tiên kể từ thế kỷ 19. Hàng ngàn năm sau, các kim tự tháp Ai Cập vẫn còn giữ được sự hùng vĩ và tất cả sự bí ẩn của nó, mang đến cái nhìn thoáng qua về quá khứ vinh quang và thịnh vượng của đất nước, gợi lên những huyền thoại và truyền thuyết tuyệt vời. Một dòng sông ngầm ẩn giấu và một căn phòng bí mật. Chỉ có thời gian mới biết được liệu những phát hiện mới này có thể đưa chúng ta đến gần hơn với việc giải quyết bí ẩn 4.500 năm tuổi này hay không. Được xây dựng vào thế kỷ thứ nhất, nằm cách Mexico City hiện tại khoảng 48 cây số, đô thị này lần đầu tiên được phát hiện bởi người Aztec và được gọi là Teotihuacan, hay thành phố của các vị thần, vì họ tin rằng đó là vùng đất dừng chân của các vị thần mà họ công thờ và là nơi sinh ra mặt trời theo đúng nghĩa đen. Có lẽ kiệt tác trên là của những người từ một khu vực được gọi là Aztlán. Họ là tổ tiên của người Aztec, được cho là đã sống ở đó cho đến khoảng năm 550 sau Công nguyên. Sau đó, họ từ bỏ thành phố của các vị thần vinh quang của họ và biến mất không một dấu vết. Cho đến ngày nay, họ là một trong những nền văn minh ít được biết đến nhất trong lịch sử thế giới. George Calgin, nhà khảo cổ học thuộc trường Đại học bang Arizona của Mỹ cho biết, Teotihuacan trải rộng 21 km vuông và có dân số 100.000 người. Theo ông Calgin, đây là thành phố lớn nhất ở Tây Bán Cầu trước những năm 1400. Nó có hàng ngàn khu dân cư và nhiều đền thờ kim tự tháp, có thể so sánh với các kim tự tháp lớn nhất của Ai Cập. Điều kỳ lạ là Teotihuacan có một con đường trung tâm đồ sộ, phố của người chết, và các tòa nhà bao gồm đền thờ mặt trời và đền thờ mặt trăng, nhưng lại không có pháo đài quân sự. Tuy nhiên, hài cốt con người được tìm thấy tại khu vực cho thấy họ có binh lính và việc hiến tế con người là một hoạt động được thể chế hóa. Ngoài ra, các đồng vị được tìm thấy trong răng của họ cho thấy họ từ Guatemala xa xôi để đến phục vụ ở thành phố này. Đó là một minh chứng cho quyền lực của thành phố. Vì lý do này, các nhà khảo cổ tin rằng người dân không chỉ coi Teotihuacan là đặc biệt, mà còn là thành phố thượng hạng, một nơi duy nhất mà thời gian bắt đầu, nơi vũ trụ được hình thành, và là nơi các vị thần hy sinh bản thân họ để tạo ra con người.
và để tìm kiếm những con người này, việc săn lùng một ngôi mộ hoàng gia tại Teotihuacan đã thu hút các nhà khảo cổ trong nhiều thập kỷ. Năm 2003, một đường hầm dài 20 mét đã vô tình được phát hiện khi những cơn mưa xối xả làm lộ lối vào. Và năm 2009, các nhà khoa học của Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia (INAH) đã trở thành những người đầu tiên đi vào đường hầm trong gần 1.500 năm. Nhà khảo cổ học đứng đầu Sergio Gomez cho biết, khi bắt đầu cuộc nghiên cứu này, chúng tôi nghĩ rằng đường hầm là một biểu tượng ẩn dụ của thế giới ngầm, nơi tạo ra và truyền tải sức mạnh, và nghĩ rằng chúng tôi sẽ tìm thấy một ngôi mộ của các nhà lãnh đạo Teotihuacan ở nơi rất linh thiêng này. Việc tìm hiểu xem thành phố được cai trị bởi các triều đại gia đình hay cai trị bởi những nhà lãnh đạo có chung quyền lực là một cột mốc quan trọng trong sự hiểu biết về nền văn minh cổ đại này. Tuy nhiên, vào năm 2014, các nhà khảo cổ đã tìm thấy ba căn phòng lớn ở cuối đường hầm, gần 20 mét bên dưới ngôi đền. Vào năm 2015, họ nghĩ rằng sắp giải được bí ẩn về sức mạnh chính trị phi thường và hệ thống cai trị của vương quốc này khi phát hiện một lượng lớn thủy ngân lỏng giữa kho tàng cổ vật quý giá, nhưng lại không có ngôi mộ nào được tìm thấy. Có thể các căn phòng này chưa bao giờ được sử dụng để chôn cất, hoặc ngôi mộ đã được chuyển đi tại một thời điểm nào đó. Ông Gomez nói rằng, chúng tôi có bằng chứng cho thấy một thứ gì đó rất to và nặng đã bị kéo ra khỏi đường hầm tại một thời điểm nào đó. Nó có thể là một ngôi mộ, nhưng chúng tôi không thể biết được. Tuy nhiên, hơn 100.000 hiện vật hiện đã được phục hồi. Điều này góp phần vào sự hiểu biết mới về nguồn gốc và tình trạng của thành phố. Trong số các cổ vật quan trọng nhất, có 4 bức tượng đá xanh được bảo tồn gần như hoàn hảo. 3 người phụ nữ và 1 người đàn ông được tìm thấy gần lối vào của các phòng. Giả thuyết của Gomez cho rằng các cấu trúc này có thể đại diện cho những người sáng lập Teotihuacan, những người có quyền quyết định địa điểm lý tưởng để thành lập một thành phố mới. Họ đang đứng bởi vì lúc đó họ còn sống. Trong suốt thời kỳ đầu tiên của Teotihuacan, hệ thống kinh tế và sự giàu có của nó được liên kết với nông nghiệp và phụ nữ gắn liền với sự sùng bái về sinh sản. Ông nói, đối với tôi, những bức tượng này thậm chí còn thú vị hơn cả việc tìm kiếm một ngôi mộ, vì chúng cho ta biết về nguồn gốc của Teotihuacan. Các di vật khác bao gồm đồ trang trí bằng ngọc bích tinh xảo, những quả bóng cao su được sử dụng cho một trò chơi thể thao cổ xưa, những chậu gốm từ các quốc gia láng giềng, xương động vật từ các loài chim di cư, báo đốm và thậm chí từ một con gấu. Sự thật ẩn giấu bên dưới đền thờ của các vị thần có phải là trong các nền văn hóa cổ đại, phụ nữ đóng vai trò chủ yếu trong cấu trúc quyền lực hay không? Ngôi mộ mà các nhà khảo cổ học tìm kiếm liệu có phải là của một người phụ nữ? Thành phố Chichen Itza và các kim tự tháp của nó được người Maya xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 6 trên bán đảo Yucatan. Các công trình kiến trúc đồ sộ của họ như đền Kukulkan, thờ thần rắn, rộng 17 mét vuông và có 4 cầu thang với tổng cộng 365 bậc thang, bằng số ngày trong năm của người Maya và đặc trưng với thiết kế tiếng giang để nghe như tiếng chim kêu. Người Maya cũng xây dựng và sắp xếp các kim tự tháp để chúng quay về hướng mặt trời mọc hoặc mặt trời lặn và theo dõi sự chuyển động của các hành tinh. Do đó, sự huyền ảo thực sự của ngôi đền đá chạm khắc phức tạp có thể được nhìn thấy trong tất cả ánh hào quang của nó vào thời điểm xuân phân, khi bóng trên kim tự tháp kết hợp với thiết kế bậc thang của nó tạo thành hình một con rắn lớn. Với tất cả những đặc điểm hấp dẫn này, người Maya có ý định giữ vật gì ở bên trong? Tại sao họ lại đi một quãng đường dài như vậy để xây dựng một kiệt tác nếu không sở hữu thứ gì đó thực sự đặc biệt?
Có bằng chứng khiến các nhà khoa học tin rằng vào thế kỷ thứ 10 đã có một cuộc xâm lược của nước ngoài. Những kẻ xâm lược đã xây dựng El Castillo, hay lâu đài, cao 24 mét trên đỉnh của một vùng nước được gọi là hố chìm tự nhiên, được hình thành bởi một hố chìm trong các hang động đá vôi, nơi người Maya thực hiện nghi lễ hiến tế con người cho thần mưa. Năm 2016, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một kim tự tháp thứ ba ẩn sâu bên trong đền Kukulkan, một kim tự tháp cao 10 mét bên trong hai cấu trúc tạo nên kim tự tháp lâu đài. Các cuộc khai quật trước đó vào những năm 1930 đã hé lộ một cấu trúc bên trong kim tự tháp đầu tiên. Sử dụng kỹ thuật hình ảnh không xâm lấn, các nhà nghiên cứu đã có thể nhìn vào bên trong và khám phá một cấu trúc ngầm thứ ba bên dưới cấu trúc thứ hai. Cấu trúc mới mà chúng tôi phát hiện không hoàn toàn nằm ở trung tâm của kim tự tháp Kukulkan. Ông René Chávez Segura, một nhà khoa học tại Đại học Quốc gia Mexico UNAM cho biết, nó nằm theo hướng có hố chìm tự nhiên. Điều này có thể xác nhận hoặc đưa ra giả thuyết rằng người Maya, khi họ xây dựng cấu trúc này, họ đã biết về sự tồn tại của hố chìm tự nhiên. Công việc thực địa gần đây trong khu vực hoàn thành vào năm 2015-2016 xác định rằng thời gian cư trú quan trọng nhất của Chichen Itza được chia thành 3 thời đại. Từ năm 550 đến năm 800, tương ứng với thời đại của người Maya thuần túy. Từ năm 800 đến năm 1000, một giai đoạn chuyển tiếp khi những người hành hương từ trung tâm Mexico đến và bắt đầu phong cách Maya Tolteca. Và giai đoạn chiếm đóng cuối cùng từ năm 1000 đến năm 1300. Nhóm nghiên cứu cho biết cấu trúc được phát hiện vào những năm 1930 tương ứng với thời kỳ chuyển tiếp và cấu trúc được tìm thấy bây giờ là từ phong cách Maya thuần túy. Denis Acrute, từ viện nhân chủng học và lịch sử quốc gia cho biết, nếu việc này được điều tra trong tương lai, cấu trúc trên sẽ có ý nghĩa quan trọng bởi vì nó nói về một giai đoạn định cư đầu tiên ở khu vực và cung cấp thông tin về quá trình phát triển. Với việc phát hiện ra cấu trúc này, chúng ta đang nói về một thứ gì đó từ người Maya thuần túy. Cô cũng cho biết thêm, nhiều thứ đã được khai quật và có nhiều thông tin về các giai đoạn chuyển tiếp cũng như một phong cách Mexico ở khu vực, nhưng có rất ít thông tin về nguồn gốc ban đầu. Argote đã mô tả các tăng tích như những địa điểm linh thiêng rộng mênh mông, nơi các nhà cai trị, các linh mục liên hệ với thế giới tâm linh. Sự thật là, phát hiện mới này được cho là một trong những ngôi đền đầu tiên được xây dựng có thể cho chúng ta biết nhiều hơn về sự tiến hóa của các khu định cư và những người từng sống ở Chichen Itza. Kim tự tháp Giza vĩ đại, kim tự tháp của Teotihuacan hay thành phố của các vị thần, và Kukulkan, ngôi đền thờ thần rắn, là búp bê Matryoshka của khảo cổ học Mexico. Tất cả các di tích vĩ đại đánh đố nhân loại và chúng ta hy vọng một ngày nào đó có thể hiểu được sự kỳ dị của những bí mật nằm bên dưới chúng. Một dòng sông thủy ngân, một ngôi mộ linh thiêng, giấy cõi giải thích một số bí ẩn của thế giới, hoặc một kim tự tháp khác. Vì vậy, hãy tham gia cùng chúng tôi vào lần tới trên một hành trình khác để khám phá những điều bí ẩn hấp dẫn nhất lịch sử trong chương trình Trái đất bí ẩn của chúng tôi.